Em Ngọc Khởi Oluka xin kính chào toàn thể anh chị lại quay trở lại với channel YouTube của em Ngọc Khởi Oluka, Ngọc Khởi Auto Lâm Đồng thưa anh chị. Thì ngày hôm nay thì có một yêu cầu của một chú ở Hà Nội có điện vào thì có nhờ em làm một cái video chia sẻ về cái chiếc Corolla bản nhập hôm qua em có quay và up lên trên kênh YouTube của em. Thì hỏi xem coi chiếc xe này chạy ổn định hay không. Thì đây ạ. Hiện tại chiếc xe đang được lăn bánh với vận tốc 30 cây số trên giờ và cần số không rung một chút xíu nào hết. Đây nha. Bây giờ em sẽ nẹp chiếc xe này trong khu đô thị. Xe này thì sử dụng bình xăng con, sử dụng chế hòa khí, cho nên là khi mình chạy có cảm giác hơi còn về phần amort cũng như là độ cân bằng của chiếc xe thì có thể nói là vô cùng ok. Với vận tốc 60 cây số trên giờ và khi đá thắng vào chiếc xe thắng rất là cân nha. Đó, vô lăng cũng vậy. Đó. Và đặc biệt là cần số chiếc xe không rung một chút xíu nè. Nếu tắt AC của chiếc xe này đi thì có thể nói là chiếc xe cực kỳ êm. Khi tắt AC mới lại. Đó. Và bây giờ em sẽ kiếm một chỗ nào đó để review chiếc xe này. Nhưng mà trước khi kiếm một chỗ nào đó thì chắc chắn là sẽ coi là mọi chi tiết của chiếc xe này nó có an toàn và có đáng với mức giá chất xe chơi bây giờ hay không nha anh chị nha. Và so sánh với chiếc Matic hay Luxetti hay là dòng khúc đó. Đây nha anh chị nha. Sàn số rất là ngọt này. Rất là nhẹ luôn nè. Không rung một chút xíu nào nha. Đó. Đang sử dụng số 3 nè. Em sẽ qua 4 nè. Rất là nhẹ nhàng. Đúng không ạ? Không rung chút xíu nào. Qua 5 nè. Bật tốc lên gần 80 cây số trên giờ. Anh chị đã thấy nè. Rất là ổn định. Đúng không ạ? Thắng nè. Không sàn vô lăng chút xíu nào hết. Thắng nè. Không sàn chút xíu nào hết. Rất là cân. Nói chung vô lăng đã đi đâu là cái xe nó đi đó đó. Nẹp chiếc xe rất là vào luôn. Hồi nãy khi em mượn chiếc xe này thì có hỏi cái chú mà đang sở hữu chiếc xe này, hỏi chiếc xe này con chạy được với vận tốc bao nhiêu. Thì chú có nói là con chạy được chừng nào con chạy. Thì bây giờ thì cứ tự tin mà vúa hết thôi đúng không ạ. Vào cua rất là cân. Đó. Vô lăng không lắc chút xíu nào nha. Anh chị để ý cái vô lăng giùm em là em chạy cái xe nó không lắc một chút xíu nào. Để cả em thả tay ra nè. Và một tay em đang quay nha anh chị nha. Chạy bằng một tay nhá. Chứ không phải là hai tay đâu. Số 5 nè. Ui dồi ôi, thắng nè. Thắng cái tay em đây nè. Không quăng vô lăng một chút xíu nào hết. Đó. Không biết quăng vô lăng là cái gì luôn. Bây giờ em sẽ kiếm chỗ nào đó và review chiếc xe được gọi là đời 198 mấy. Vậy thì chiếc xe này thì em sẽ trả lời cho anh chị luôn. Chiếc xe này sản xuất vào năm 1989. Và chiếc xe này có thể nói là hơn em mấy tuổi à? 1989 hơn em tới 2 tuổi. Em sinh ở đâu? Đúng rồi, hơn em 2 tuổi. 989 này em 91. Hơn em 2 tuổi. Đẻ trước em đấy, chứ không phải là giảm vừa đâu. Bây giờ đang đi một vòng kim nước này. Anh chị có thể thấy cho em kim nước rất là ổn định này. Đó. Còn xăng thì đang còn nửa bình. Tại vì trước khi em bấm máy thì em đã chạy một chút xíu rồi. Coi kim nước của chiếc xe này có ổn định hay không. Có cái phím cò dài cả mét đó. Nói chung là vui lắm. Đá đèn các kiểu xi nhan thì gọi phải nói vào cua 50-60 xe rất là cân nha.
đó là cần. Xe nói là, nói chung là hiện tại em đang chạy ở trong đô thị, nhưng mà nói chung là rất là hỗn nha, chứ không phải là chạy nương rẻ cái xe nữa. Rất là hỗn luôn, vận tốc cứ 60-70. Anh kia anh qua đường mà anh không dám qua. Đó. Và bây giờ em sẽ kiếm chỗ nào đó và quay chiếc xe này cho anh chị. Quay chiếc xe này cho anh chị ok nhất trong ngày hôm nay. Ví dụ bây giờ mình sẽ đậu ngay dốc hay là chỗ nào đó cũng được. Đây, em sẽ chọn vị trí này để review chiếc xe kỹ cho anh chị. Đó, review kỹ con hàng hiếm này luôn. Và mình sẽ kiếm chỗ nào đó hợp rất tí, đúng không ạ? Thắng tay được kéo lên này. Đó, nè, thả xuống nha. Một, nè, em sẽ đếm từng gai nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cứng khừ cái xe luôn nha. Ta ra xe. Và bây giờ em sẽ bước xuống xe. Đây thưa anh chị, chiếc xe hồi hôm qua em có quay cho anh chị đây. Chiếc Corolla 52T 1543, 4 số rin. Chiếc xe này khẳng định cho anh chị một đời chủ, chưa qua đời chủ thứ hai. Sản xuất chính xác của em nó là năm 1989, 30 năm. Mà 2020 trừ đi 1989, 31 năm nhé. 31 năm. Cam kết cho anh chị rin 80%. Bây giờ em sẽ đi từng món chi tiết theo yêu cầu của chú tại Hà Nội. Về phần cụm đèn, thưa anh chị, đây là phần cụm đèn nè, đèn rin, cho nên là những cái vệt trong này đang còn nha, còn nguyên, đúng không ạ? Mặt ga lăng 1 sọc, 2 sọc, 3 sọc. Đó, 3 sọc. Logo thì gần giống Rolls Royce. Đó, dưới có sợi cáp này, anh chị sẽ thấy này. Đó, gần giống Rolls Royce. Pin cực. Kính bên này, đèn bên. Phần cản, sơn trên phần cản thì chắc chắn là em khẳng định cho anh chị có bấm tỉa, nhưng mà tỷ lệ không đáng kể. Anh chị có thể thấy cái viền inox này. Đó, máy đang hoạt động nha. Anh chị có thể nghe tiếng máy em rất là êm. Bên dưới này đèn Toyota Nhật đồng hoàng nha. Đó, Nhật đồng hoàng. Về viền carbo. Đó, carbo rất là căng, rất sắc nét nha. Còn về phần sơn anh chị có thể thấy là bắt nắng cực kỳ. Đó, keo chỉ rất là căng, căng tuyệt đối nhá, đúng không ạ? Căng tuyệt đối. Sử dụng mâm trước, mâm đúc 5 chấu, kích thước vỏ 175/70, mâm 13 inch. Đó, heo dầu thắng đĩa trước. Đó, anh chị có thể thấy cho em cốt lồng dè này. Đó, cốt lồng dẻo như AMO. Chạy cái xe rất là cân nha. Đó, độ hở của cánh cửa. Bây giờ mình sẽ coi độ hở của cửa cũng như là cái đường chỉ. Rất là cân đối nha. Rất là cân luôn, rất là nét luôn. Đó. Máy thì đứng đây thì không nghe tiếng máy rồi, đúng không ạ? Kể cả phần kính này. Đúng kính rin của nó chưa ạ? Đó. Xe được dán phin rồi, cho nên là mình cũng đăng kiểm tới tháng 5 2020, 19 tháng 5. Phần trần, trên này thì mình có vân chỉ của trần, chỉ trần rất là căng nha anh chị nha, rất là căng. Đuôi gió, đuôi cá, chỉ phần trần căng tuyệt đối. Còn ví dụ như phần inox trên này đó, bây giờ phần này đang chóc, nếu anh chị không thích mình có thể là mình cạo ra nha, cạo ra được. Đó, mất thời gian tí thôi, nhưng mà chỗ này thì inox này rất là đẹp. Phần bò inox, phần đèn đuôi ở đây thì có phần tem của là XL, nhưng mà
cái chữ X bị rụng rời, rơi rúng ra rồi. Đó. À, Toyota Japan. Đuôi là đen đét nhá. Ví dụ tình trạng đèn thì rất là đẹp nha. Ừ. Đèn dưới này. Ừ. Đúng không? Chiếc xe này thì rút hồ sơ mua bán chuyển vùng sang tên bình thường. Đó. Và chiếc xe biển thành phố Hồ Chí Minh, gốc tại thành phố Hồ Chí Minh, một đời chủ. Và hiện tại chủ xe sở hữu tại thành phố Bảo Lộc lại là người em của người sở hữu trước đó. Đó, và chiếc xe này được mang từ Nhật vậy. Mang 100% từ Nhật về luôn. À, đây thưa anh chị, phim bên ngoài có thể không thấy nhưng mà bên trong thì mình có thể nhìn ra ngoài được, nhưng mà bên ngoài nhìn vào lại không thấy nha. À, giải trí của chiếc xe này đằng sau này có hai loa. Đúng không ạ? Cũng như là đằng trước, trước hai loa đây. Loa ở đây. Còn loa bên này. Cốp. Đây thì nó rất là sạch sẽ nha. Sạch sẽ cực kỳ. Đó. Nói chung là sạch là đã hơn điểm rồi. Sạch là đã hơn điểm của người ta rồi. Đó. Chỗ này, hộp gió này, máy lạnh ok nha anh chị nha. Máy lạnh là sốt rét luôn, chứ không phải lạnh ở dòng Toyota mà. Xe này. Đó. Đó. Về lên. Đó, anh chị có thể thấy như thế nha. Độ của chủ A này. Đây thằng chị. Chủ A. Thằng ron cũng vậy. Và ron này thì cũng là ron rin nha. Sơn rin. Nói chung là khi em úp chiếc xe này lên thì có nhiều anh chị kêu thằng Hữu nó bị khùng. Không, nhưng mà em nói thật sự với anh chị, em không khùng đâu. Không khùng đâu. Vân tập bì, xe chất chơi thì nói chung là nó sẽ rất là khác nha. Chỗ này là da. Đó, và vân tập bì rất là rõ nét. Dưới này cũng vậy nha. Phần kính quay rất là xịn sò. Đó. Kính sử dụng kính quay mà rất là êm, cũng hơn người ta rồi. Keo chỉ bên cửa phụ. Đó, phần dầm vân dập Toyota bên dưới này. Đó. Chiếc xe keo chỉ lên 100% nha. Đây anh chị nè. Sơn bay mòn này. Đó. Rất là ok luôn, tắp bi nè. Quay nè. Mở nè. Mở cửa nè. Đó, nội thất đằng sau sử dụng da cao cấp luôn. Đây mới gọi là một chất da rất là xịn vào thời điểm đó nha. Phần nảy trụ trần. Đó, trần sạch. Tại vì chiếc xe này đậu không đâu có sử dụng nhiều đâu. Đúng không ạ? Mà khẳng định cho anh chị nó 97.000 thì đâu phải là một chiếc xe quá xấu. Đúng không ạ? À, kính chiếu hậu. Kính rinh đồng hoàng. Đó. À, không gặp được nha anh chị nha. Tại vì trong này nó có sợi dây cáp, không gặp được. Nhưng nó là kính rinh. Sử dụng trải nghiệm chiếc xe này thì có thể nói là có nhiều cái mà em phải công nhận là những chiếc xe thời điểm này không thể làm được. Và có nhiều người lại lựa chọn những chiếc xe này thì bị người ta đã sử dụng rồi. Đúng không ạ? Nằm phân khúc hiện tại 2020 và chiếc xe này đang nằm trong phân khúc một chiếc xe để chất chơi nha anh chị nhá. Xe đi uống cà phê chứ không phải là xe. Nhưng mà nếu mà nói như thế thì nó cũng không đủ mang vác cái xe này đi làm vẫn được. Vác chiếc xe này đi làm vẫn được. Nhưng mà nói chung là được gọi là bán cho người biết chơi. Còn ví dụ như mà anh chị nào không mua thì cũng đừng chém em. Đừng có ném đá em. Cay đắng em cũng tội. Tại vì anh chị cũng có thể tham khảo. Tại vì em nói thật sự luôn, khi mà em bỏ thời gian ra để em quay một chiếc xe lên, nó phải có cái gì trong đó. Chứ không phải là em cũng đâu phải là ăn xong rảnh mà ăn xong ngồi đi quay xe cho anh chị để anh chị tham khảo đó. Đúng không ạ? Đó. Và bây giờ mình lại làm một vòng trải nghiệm xem coi cháu nó thế nào. Đó. Để
nên dốc rất là khỏe, máy có 1.3 thôi. Chúng thích máy 1.3. Em đang cố gắng kiếm cái đường nào nó 666 để vào thử gia nổ gà. Mà không biết đâu. Ở thành phố em có khúc đường nào nó xấu không biết đâu. Đó. Nhưng mà chiếc xe này làm theo, làm cái video này trên yêu cầu của một chú tại Hà Nội. Tại Hà Nội nha. Sáng nay có alo cho em, điện cho em. Và em cũng gửi hình, gửi đăng kiểm giấy tờ chiếc xe này qua cho chú ấy coi rồi. Đó. Đèn đỏ này, thẳng không gục một chút xíu nào luôn. Thẳng không gục một tí nào luôn. Anh chị đã thấy đúng không ạ? Còn nếu anh chị nào thích chiếc xe này thì cứ tự tin điện vào cho em vào số điện thoại 0976124949 thôi. Đó. Còn chiếc xe thì pháp lý của chiếc xe này thì vẫn ok nha. Ok ở chỗ là ví dụ mình muốn sang tên đổi chủ, chiếc xe này vẫn đáp ứng nhu cầu cho anh chị được. Chứ nếu mà cái dòng này mà em nói thật sự với anh chị luôn, không sang tên được nha, không sang tên được, nó rẻ rồi, vài chục triệu, nó thật sự luôn. Nếu mà kể cả chiếc xe này bán đâu đó 40-50 triệu hay là 60 triệu vẫn ngon chán, tại vì với số tiền đó mình chỉ có thể mua được một chiếc xe máy, một chiếc Vario của Yamaha bây giờ cũng 50 mấy triệu rồi đó. Mà bây giờ bỏ ra 50 mấy triệu thì chỉ ngồi được Matiz, Spark thôi chứ làm gì ngồi được Corolla. Đó, thị trường phân biệt rõ ràng. Cũng giống như là một chiếc Mazda 3 so sánh với chiếc Mazda 6, sao so sánh được. Một chiếc nằm phân khúc hạng C và một chiếc nằm phân khúc hạng D. Đó, Mazda 6 thì lại so sánh với ví dụ như Honda Civic hay là những chiếc xe nằm ở phân khúc hạng D thì có thể thôi. Khúc này ồn thôi, đường xấu thôi. Đó. Còn nãy giờ đi đường đẹp thì chả thấy gì hết. Thắng và rất là hợp lý luôn. Côn kéo nhẹ nhàng. Đó. Máy móc đều ổn định. Em tuyệt đối luôn. Tại vì cứ chia sẻ thật lòng với anh chị, không phải em đơn giản là em bán xe gia đình không, mà em bán cả những phân khúc như siêu xe Jaguar, Maserati, rồi Range Rover, những cái xe đến từ nước Anh, từ Ý, và chắc chắn là thợ điện của các dòng đó thôi. Thì em hỏi anh chị chứ uy tín của em đã nằm vào phân khúc đó rồi, mắc gì em phải làm cái gì để bẻ uy tín của em. Tiền em có thể mất chứ một khi uy tín mất thì làm gì mà làm được cái gì. Còn ví dụ như những video của em làm up lên trên kênh, nói thật sự với anh chị luôn, mua một chiếc xe mà ví dụ như mà rẻ mà ngon, ai cũng muốn, cửa hàng cũng muốn, mà anh chị cũng muốn như vậy. Nhưng mà em nói thật sự với anh chị, nếu mà ngon thật sự, rẻ thật sự, không đến được mình, không đến được mình ở chỗ như thế này. Cái người mà người ta bán một cái xe, trước tiên người ta phải ưu tiên cho anh em gia đình của người ta trước. Đó, ưu tiên cho những người trong gia đình người ta trước. Ví dụ chấp nhận bán rẻ hơn auto 10-15 triệu nha, bán rẻ hơn cho auto 10-15 triệu luôn, kể cả bằng giá auto luôn vẫn bán. Tại vì đó là ưu tiên cho người nhà. Đó, ưu tiên cho người nhà trước. Đó. Còn bây giờ ví dụ như tụi em nằm phân khúc auto đây, ví dụ như mà hơn nhau, chỉ hơn nhau về một là nghiệp vụ chuyên môn, và hai là gì, hai là những cái trang thiết bị đo lường, ví dụ chất lượng chiếc xe như máy scan đồ này nọ, còn đâu hơn cái gì đâu. Đó, với ví dụ cũng như một cái xe đâu phải ai cũng chắc chắn là có số tiền đó trong nhà để mà mua. Đó là sự thật mặt bằng xã hội thật. Đó. Còn ví dụ như bây giờ vốn trong auto của em, cứ chia sẻ thật lòng với anh chị luôn, bây giờ toàn bộ em chuyển qua, em bán đất, em mua đất, em ôm hết đất vào trong đấy, chả phải lấy lục ai mua cả. Đó là chắc chắn rồi.
thực chất là em làm xe cảm giác em khổ hơn em làm đất mà. Đó, đó là cái chia sẻ thật lòng với anh chị trên 63 tuổi. Đó, và ngày hôm nay đây nha anh chị nha, chi tiết vận hành của chiếc Corolla bản hiếm tại Việt Nam. Nếu anh chị nào thích chiếc xe này thì mình cứ alo và coi xe thẳng thôi. Đó, và hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những xe mới nhất từ cửa hàng bên em, cũng như những chiếc xe phân khúc gia đình tại thị trường Tây Nguyên Lâm Đồng. Chào tạm biệt anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em.